Hi, xin chào tất cả mọi người. Tôi đang có mặt tại cánh đồng thốt nốt ở An Giang. An Giang thì rất nổi tiếng với cây thốt nốt. À, cái cánh đồng này là ở Tịnh Biên nhá. Sẽ thấy rất nhiều thốt nốt người ta trồng. Và đặc biệt là ở đường quốc lộ ở ven đường ấy, thì người ta cũng có bán rất nhiều các sản phẩm liên quan đến thốt nốt. Cây này là bao giờ mình thu hoạch được ạ? Cái này ta có nước rồi. Có nước rồi ạ? Ừ, ta làm nước. Nước ta cho khô rang nó đi tần nào rồi mình lai đường. À. Đường khô á. À. Đường này người ta ăn ngon á. Đường thốt nốt là từ cái nước ở trong cây nó ra đúng không? Ừ. Gần đây có nhà nào làm đường thốt nốt không cô? Đang trong xóm này. Đi vào sâu nữa ạ? Ừ, quẹo. Đây, quẹo phải. Đây nè, đi quẹo phải, đi thẳng vào. Ừ, đường cho người ta quẹo. À, xa không ạ? Không, không xa đâu, gần đây nè, nhà thay nè. À. Tà nâu đường ngon lắm. Cô ăn chưa, ăn cơm chưa? Cô ăn rồi mình đi thả bò được. À. Đi kia. Thế bây giờ phải ngồi đây trông à? Ừ, thì ngồi chơi gì. Xong tối là lùa về. Ừ. Nhiều nhờ. Bò ở đây được bao nhiêu con? Bao nhiêu con bò cô? Cô thao 5 con hả? Cô có 5 con thôi à? Ừ, hay người khác cũng có 3, 4, 5 con, người cũng 5 con. Nhưng mà cả đồng này có đến 100 con không? Ừ. Tôi chung quay lại về. Công việc thường ngày. Ừ, ngày. An Giang, xứ sở của cây thốt nốt. Đặc biệt Tri Tôn và Tịnh Biên là hai vùng trồng nhiều nhất. Cây thốt nốt luôn được xem là một biểu tượng văn hóa đi kèm với người Khmer. Vì nếu bạn đi những tỉnh dọc biên giới Tây Nam như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, nơi nào có người Khmer sinh sống thì nơi đó sẽ có cây thốt nốt. Thốt nốt có nguồn gốc từ châu Phi, không ai biết cây thốt nốt du nhập đến Việt Nam từ bao giờ. Chỉ biết rằng loại cây này gắn bó thân thiết với người dân nơi đây. Người ta dường như có thể tận dụng được mọi thứ từ cây thốt nốt. Trái thốt nốt và nước từ hoa thốt nốt làm nước giải khát, thắng đường. Lá thốt nốt lợp được nhà, đan rổ, đan nón, làm quạt. Hay thân thốt nốt gỗ cứng được ứng dụng làm cột xây nhà hay dầm cầu. Bên kia thì du lịch phát triển hơn. Cái núi bên kia, khu núi đằng kia là núi Cấm này. Thì đa phần mọi người đến đấy để lên núi du lịch nhiều hơn. Wow, cận cảnh chim. Sao chim ở đây bay loạn xạ thế nhỉ? Giống như kiểu đang tập bay ý. Ôi nghe yên bình quá mọi người. Nếu đến An Giang thì đừng bỏ qua địa điểm lý tưởng này nhé. Đây chính là một phần không thể thiếu của An Giang, xứ sở của cây thốt nốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.